Thời điểm này, nhiều loại mít đang tăng giá, trong đó cao nhất phải kể đến giống mít trượt đỏ Indo. Loại mít này đang có giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một ký, tùy theo thời điểm. Loại mít trượt đỏ Indo này đang rất hiếm người trồng. Tại xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, chỉ có 4 hectare mít trượt đỏ Indo trên 480 hectare dùng trồng mít các loại. Để giống mít này có giá cao như hiện nay, nông dân phải liên kết với doanh nghiệp từ khâu lấy cây giống, kiểm soát kỹ thuật cây trồng và bao tiêu đầu ra sản phẩm. Nhờ vào nguồn giống rõ ràng, chuyển giao kỹ thuật cặn kẽ từ đầu vào, nên vườn mít trượt đỏ Indo này đang cho ra trái đều, trung bình khoảng 12 kg một trái. Trượt có màu đẹp, ăn giòn, thơm, hút hàng trên thị trường. Chủ vườn chia sẻ, đầu ra sản phẩm đã hiếm, giá thị trường phân khúc lại cao, cộng thêm quy trình trồng, tuân thủ theo yêu cầu bao tiêu, sẽ tăng thêm được giá bán.